Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn, chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng chạy bunker 3V nha các bạn. Kia không phải xác tôi đâu, tôi chẳng biết các bạn nói gì cả, tôi cũng chịu các bạn ạ. Chúng ta cùng tắt súng máy dọn dẹp ống thông gió nào các bạn. Đây là móc súng M16 của tôi các bạn ạ, và đây là AK này. Từ rồi tắt ống thông gió với cả tắt súng máy với cả dọn dẹp ống thông gió nha các bạn. Chúng ta cùng uống một viên Anti-Zat nào các bạn. Ôi trời ơi. Toxic Spewer rất là đáng ghét nha các bạn. Nó cần khử một cách nhanh gọn các bạn ạ. Hồi máu nào các bạn. Cùng tiến lên nào các bạn. Khi các bạn mà bị đánh hội đồng thế này thì tốt nhất là dùng súng AK ra nha các bạn. Ôi trời ơi. Khẩu AK của tôi hỏng rồi các bạn ạ. Tôi có thể sửa nó sau các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Ôi giời lại. Acid Melter này các bạn cần phải giết con này thật nhanh nha các bạn. Toxic Spewer đần độ. Chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Acid Melter này các bạn này. Acid Melter mà phun độc lên người bạn là giáp của các bạn sẽ bị giảm 10-20% nha các bạn. Rất là căng đấy các bạn ạ. Không được đâu. Tiến lên nào các bạn ơi. Ôi giời đất ơi. Khi mà bị đánh hội đồng thì tốt nhất là dùng khẩu súng mạnh nhất mà các bạn có nha các bạn. Bị đánh hội đồng rất là khó nha các bạn. Không đùa đâu. Ôi trời ơi. Cái con bom lổ này các bạn không giết được đâu các bạn ạ. Nó sẽ lổ bất kể điều gì các bạn ạ. Trừ power shot của Glock ra. Ôi Toxic đã tờ lát nhỉ. Ôi trời ơi, thanh niên gì kia, Screamer à. Không thành vấn đề. Screamer đần độ chết đi. Ôi trời ơi, giáo zombie kia, bỏ khiên xuống đi, thời gian là vàng. Chơi bẩn tính thế không biết nữa. Không thể nào mà ưa lỗi các bạn ạ. Tùm Trooper đần độ. Hồi máu nào các bạn. Úi dồi, Acid Melter này. Acid Melter là không thể đùa được các bạn ạ. Úi dồi ôi. Tôi giật mình vì cái Juggernaut có thể hồi máu khi mà nó đánh các bạn nha các bạn. Đây là phải dùng AK các bạn ạ. Ôi giời đất ơi. Con dao zombie này tôi thề là tôi rất là ghét luôn. Không thể nào mà ưa nổi các bạn ạ. Mày có thôi đi không thì bảo. Thật là đáng ghét mà. Toàn thành phần khó ưa cả các bạn ạ. Không thể nào mà chịu nổi. Với hai con zombie thì có lẽ các bạn dùng M16 được đấy các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Rồi chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Phóng xạ bắt đầu rồi đấy các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Khẩu M16 của tôi hỏng rồi. Cùng thay đổi nào các bạn. Toxic Spewer. Ôi dồi ôi. Hồi máu nào. Ôi nó cứ hồi máu thôi các bạn ạ.
Thế nó có điên không cơ chứ? Đến màn chùm rồi các bạn ạ. Nói chung là mọi thứ vẫn như kế hoạch của chúng ta. Bị hai sát thương phóng xạ vẫn không là gì các bạn ạ. Toxic Spewer, mày cần phải chết nhanh chóng. Mày không thể nào sống sót được Toxic Spewer. Ôi trời đất ơi, hồi máu nào các bạn. Thả gà ra nào. Liquid đây tôi sẽ đi đánh mấy con gà nha các bạn. Nên là chúng ta sẽ được thở phào nhẹ nhõm các bạn ạ. Ôi giời ơi, hồi máu nào các bạn ơi. Thêm một khẩu AK nữa nào các bạn. Ôi giời, nguy hiểm quá các bạn ơi. Tôi không thích điều này. Liquid đây tôi chết đi. Thật là khó ưa mà. Úi giời ơi, vậy chúng ta đã xong rồi các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Quá xịn các bạn ạ. Hồi hộp quá các bạn ạ. Đánh con Liquid đây tôi xong rồi phóng xạ nó cứ trừ thôi các bạn ạ. Đau hết cả tim các bạn ạ. Úi giời ơi. Mỗi lần tôi chạy băng cơ ba vô đều cảm thấy rất là khó thở các bạn ạ. Đúng là không thể nào mà làm quen cho nổi. Và đây là phần thưởng của chúng ta ở tầng 2 nha các bạn. Theo như tôi thấy thì cái carbon composite này rất là xịn nha. Các bạn chỉ cần làm tầng 2 thôi là có đủ carbon composite luôn các bạn ạ. Rất là tuyệt luôn. Tầng 3 và tầng 4 không cho carbon composite nhiều đâu các bạn ạ. Chỉ một ít thôi. Vậy chúng ta đã chạy xong tầng 2 rồi. Rất tuyệt. Tầng 3 trong giây lát nha các bạn. Và bây giờ là tầng 3 của bunker 3V nha các bạn. Chiến đấu các bạn, tắt súng máy dọn dẹp ống thông gió nha các bạn. 4 viên Athizat nào các bạn. Úi dồi ôi, tuyệt vời luôn các bạn ạ. À úi dồi ôi, 2 con giáo zombie các bạn ạ, không có gì vấn đề. Úi dồi ôi, mấy con Pegasai này. Mấy cái con Pegasai này rất là khó chịu luôn các bạn ạ. Bỏ khiên xuống. Bọn này hay thật đấy. Không thể nào mà tin được các bạn ạ. Cứ cầm khiên lên như là không như là bố đời ấy. Giờ chúng ta phải dùng AK thôi các bạn ạ. Ôi trời ơi. Mấy cái bọn kia ra sai rất là khó chịu các bạn ạ. Ôi trời ơi, chúng ta cùng tiến lên nào các bạn. Hai Toxic Spewer, trời đất ạ. Phiền phức nhân đôi các bạn ạ. Ôi giời, thay AK nào các bạn ơi. Một Toxic Spewer đã bị hạ. Hai Toxic Spewer đã bị hạ. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đúng là cái bọn đáng ghét mà. Không thể nào mà ưa được. Nó đã khó ưa, nó còn đi theo đàn nữa. Ôi giời, lại Toxic Spewer. Sao mà nắm Toxic Spewer thế? Toxic Spewer đần độ chết đi. Tôi rất là ghét Toxic Spewer luôn các bạn ạ. Acid Melter này các bạn cần cho con này thăng thiên một cách nhanh khẩn cấp các bạn ạ. Úi dồi ôi, là Acid Melter kìa các bạn kìa. Đấy, nó định phun độc lên người tôi đấy các bạn ạ. Nó phun acid lên người tôi đấy. Rất là đáng ghét luôn. Acid Spewer với Acid Melter đều đáng ghét rồi các bạn ạ. Và đây giá zombie này cũng không hề ngoại lệ các bạn ạ. Nói chung là đứa nào trong cái băng cơ ba vô này cũng đều đáng ghét cả các bạn ạ. Không thể tin được luôn ấy. Đấy, lỗ đi. Bọn zombie khó ưa.
Đấy, lỗ đi. Lỗ tiếp đi. Lắm pè ra sai thế, ôi giời đất ơi. Phóng xạ đã bắt đầu rồi các bạn ạ. À. Ôi giời ơi, tôi có linh cảm không lành các bạn ạ. À, xịt mèo tơ. Thằng thiên ngay lập tức cho tôi. Ôi giời, thay súng nào các bạn ơi. Ui, phóng xạ đã đến rồi các bạn ạ. À. Phóng xạ này hơi bị nhanh nha. Không thích tí nào nha. Acid Melter các bạn ạ. Chết khẩn trương. Mày là không thể nào mà nhẹ nhàng được. Chết đi bạn ơi. Ui giời ơi, phóng xạ đến nhanh thế. Nhưng mà chắc cũng ổn thôi các bạn ạ. Ôi trời ơi, nổ đây nào. Ôi trời đất ơi, Toxic Spewer. Mày có chết không thì bảo. Còn 100 máu các bạn ạ. Nói chung là phóng xạ này cũng nhanh đấy. Ôi giời ơi, điều đó rất là đáng quan ngại các bạn ạ. Ôi giời ơi, các bạn nhìn máu của tôi chưa? Không thể nào mà tin được luôn các bạn ạ. 92 máu này. Tôi sắp phải dùng một viên thuốc rồi các bạn ạ. Đấy chưa, con dốc nơ dốc này nó hồi máu các bạn ạ. Chúng ta phải ăn một viên anti radiation pill rồi các bạn ạ. Phóng xạ này hơi mạnh nha, rất là khó chịu rồi đấy. Ôi giời đất ơi, bình tĩnh nào các bạn ơi. Toxic Spill đần độ. Ôi dồi ôi, tôi gần chết các bạn ạ. Tham ăn quá nên là có ngày. Ôi dồi ơi, Slasher vẫn đánh tôi được một phát các bạn ạ. Ôi dồi ơi, cẩn thận máu nào. Exploder đần độ, lỗ đi. Vậy chúng ta đến màn chùm rồi các bạn ạ. Chuyển nào các bạn ơi. Tôi chuẩn bị cho nhỏ được rồi. Chuyển vào nào các bạn. Chuyển nào. Con chùm ngu ngốc này. Head đi, head đi, head đi. Ôi giời, nạ một viên ăn Thai Radiation Pill các bạn ạ. Ôi trời đất ơi, bọn nó đều đeo khiên lên các bạn ạ. Thật là khó chịu mà. Bỏ khiên xuống đi các bạn ơi, chơi gì kỳ cục vậy. Ôi rồi, thôi thôi thôi, xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi các bạn ơi. Hay lắm. Khó chịu thật đấy, bọn nó toàn để cái khiên lên thôi các bạn ạ. Ôi giời đất ơi.
Không thể nào mà tin được các bạn ạ. Ôi 70 máu kìa các bạn ơi, lại một viên anti radiation pill đến rồi các bạn ạ. Phải tin cốp chết đi. Toxic Spewer đần độ, chết đi. Rồi lại đây nào. Full dam luôn. Ôi giời đất ơi, tuyệt vời các bạn ạ. Ôi giời ơi, mặc dù tốn một đống anti radiation pill ấy, nhưng mà chúng ta đã qua được các bạn ạ. Nói chung các bạn mà không có anti radiation pill á, chạy băng cơ ba vô cực khó luôn các bạn ạ. Băng cơ ba vô á, nói chung là các bạn phải lạp tiền cơ, chứ không kiếm anti radiation pill hơi bị khó đấy các bạn ạ. Không được đâu. Và đây là phần thưởng của tầng 3 của bunker Bravo các bạn ạ. Như các bạn thấy đấy, chúng ta không có carbon composite như tầng 2 đâu. Đây này, nên các bạn cần thì chỉ cần làm tầng 2 thôi nha các bạn. Và chúng ta cùng đến đây nhận thưởng nào các bạn. Được cái gì đây? Nói chung là tôi sẽ chọn thuốc các bạn ạ, vì thuốc hơi bị hiếm luôn. Ôi dồi ôi các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Ôi dồi ôi, tôi đã mong chờ cái xe máy này từ bao giờ rồi, từ rất lâu rồi các bạn ạ. Thật là tuyệt vời luôn. Chúng ta đã bắt được cảnh này trên video các bạn ạ. Rất tuyệt vời luôn. Tôi yêu cái xe này, sơn xe này các bạn ạ. Ôi dồi ôi, và tôi đã có nó các bạn ạ. Rất tuyệt vời luôn. Mùa sắp kết thúc mà đúng lúc mùa sau kết thúc rồi tôi có được nó các bạn ạ. Rất tuyệt vời, rất xịn luôn các bạn ạ. Không ngờ luôn đấy. Quá wow, tuyệt vời luôn. Hôm nay là một ngày may mắn các bạn ạ. Tôi quá yêu đời luôn. À thôi, phải trở lại thôi các bạn ạ. Trở lại tầng 4 trong giây lát nha các bạn. Và bây giờ là tầng 4 của Bunker Bravo nha các bạn. Lần này chúng ta sẽ dùng Ska ở màn chùm các bạn ạ. Nếu các bạn không có Ska thì tôi khuyên các bạn đừng làm gì các bạn ạ. Đừng chạy Bunker Bravo làm gì các bạn ạ. Tắt súng máy mới dọn dẹp ống thông gió nào. Ăn thay rác nào. Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi các bạn ạ. Toxic spill ở đần độ. Ôi giời đất ơi. Bình tĩnh anh bạn ơi. Giá zombie đần độ có hạ khiên số không thì bảo. Ôi giời đất ơi. Tránh đường cái nào, đáng ghét thật đấy, cái đồ khó ưa. Chết đi. Toxic Data, chết đi. Úi dồi ôi, các bạn nhìn thấy máu của tôi chưa? Không thể nào mà tin được luôn các bạn ạ. Screamer đần độ. Yếu xỉu chẳng có gì đặc biệt cả. Con này nó có thể hồi máu khi nó đánh bạn đấy các bạn ạ. Nó như ma, nó như vampire các bạn ạ. Hút máu của mình các bạn ạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, có cái con thuốc nổ kia đây là. Đấy nổ đi. Ôi giời ơi, bình tĩnh nào các bạn ơi. Đấy nó hồi máu như đúng rồi ấy các bạn ạ. Không thể nào mà tin được luôn. Nhiều khi tầng 4 này nó nhảy phóng xạ nhanh lắm các bạn ạ. Nhưng mà không biết lần này có bị như vậy không. Tôi mong là lần này sẽ không bị vậy các bạn ạ. Vài lần tôi bị nhảy phóng xạ lên mức cao nhất rất là nhanh các bạn ạ. Thế là không thể nào mà chơi được luôn. Nhưng mà mong lần này không bị vậy. Ôi giời ơi, exploder. Không thể giết nó dưới nước được các bạn ạ.
giết nó dưới nước nó lại lỗ cho thì không chạy kịp, chỉ có bay sát thôi các bạn ạ. Acid Melter con này không thể đối xử nhẹ nhàng được các bạn ạ. Ôi giời, đánh tao đi. Ôi giời, đằng nào thì cũng thế các bạn ạ. Ôi bình tĩnh nào, máu của tôi. Ôi giời ơi, máu của tôi. Tí thì ngỏm các bạn ạ. Ôi giời đất ơi. Phải tít cốp đần độ chết đi. Ui giời, thêm máu nào. Tự nhiên còn một tí bình máu lớn vậy. Mà tôi kể chuyện các bạn, tôi sắp có được ATV rồi các bạn ạ. Ui giời ơi, bao nhiêu tháng ngày khổ đau cày cuốc, cuối cùng tôi cũng sắp có được ATV rồi các bạn ạ. Các bạn có thể tin được cái con zombie đần độ này không? Tuyệt vời các bạn ạ. Nó vẫn đánh được tôi phát cuối các bạn ạ. Ôi giời, máu của tôi. Thay súng nào các bạn. Giáp của tôi đến màn chùm các bạn, nhớ nhắc tôi thay giáp nha các bạn, kẻo tôi lại quên các bạn ạ. Chết đi dốc nơ dốc. Giá zombie đần độn. Ôi trời ơi. Chưa gì đó còn 80 máu, 80 máu rồi các bạn ạ. Không hiểu kiểu gì luôn đấy. Ôi trời ơi, chết đi cho tôi nhờ. Một viên an 2 giây đi sừng kill này các bạn này. Ôi trời, cầu mong lần này tôi không bị Bunker Bravo chơi đểu các bạn ạ. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Cái con Toxic Doctor kia tao lại tát cho mày một phát bây giờ. Sắp đến màn chùm rồi các bạn ạ. Có vẻ lần chạy hôm nay thành công rồi các bạn ạ. Toxic Spider đần độn chết đi. Tôm Trooper này. Dốc nửa dốc này nó cứ hồi máu thôi các bạn ạ. Không thể nào mà tin được luôn. Rồi nó cũng chết thôi. Chúng ta sắp đến màn chùm rồi các bạn ạ. Theo như tôi thấy thì mọi việc vẫn diễn đúng ra đúng theo kế hoạch các bạn ạ. Bảy năm máu các bạn ạ. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta vẫn ổn các bạn ạ. Lần này chúng ta phải mang Ska vào thôi các bạn ạ. Và thay giáp nè. Máu luôn các bạn ạ. Ôi giời đất ơi. Đáng ghét thật đấy. Theo như tôi thấy lần chạy Bunker Bravo lại thành công rồi các bạn ạ. Tầng 4 này, nhất là tầng 4 này. Nhìn khẩu Ska của tôi này các bạn ơi. Ska go burn. Quá xịn luôn các bạn ạ. Nói thật các bạn mà không có Ska thì tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện chạy Bunker Bravo làm gì các bạn ạ. Mất công lắm. Có Ska mọi cuộc sống dễ dàng hơn hẳn các bạn ạ. Úi giời ơi, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Tuyệt vời không mặt trời. Vậy chúng ta
chạy thành công xong băng cơ Bravo trong hôm nay rồi các bạn ạ. Nhớ là tầng 4 ấy, nó không bị ảo phóng xạ ấy, phóng xạ lên cực kỳ nhanh các bạn ạ. Tôi có video về những lần chạy đấy rồi, tầng 4 của băng cơ Bravo ấy phóng xạ lên nhanh cực. Thế là tôi chỉ có nước chết thôi, tôi dùng bao nhiêu viên thuốc vẫn không thể nào mà sống được các bạn ạ. Rất là tệ luôn. Ôi Ska, tôi yêu Ska các bạn ạ. Hôn tay, giời quá tuyệt vời luôn. Và như tầng 4 thì chúng ta có thêm hai carbon composite các bạn ạ. Không đáng kể các bạn ạ. Nói chung nếu các bạn cần carbon composite thì các bạn chỉ cần chạy tầng 2 thôi nha các bạn. À nhưng mà tầng 4 nó lại có factory pass các bạn ạ. Thế nó mới đều không cơ chứ. Nói chung là đấy là những phần thưởng mà chúng ta cần biết đấy. Về lần chạy băng cơ 3V này chúng ta thành công rồi các bạn ạ. Ừ giờ quá tuyệt vời luôn. Có Ska đỡ đi bao nhiêu các bạn ạ. Không có Ska các bạn mệt đấy. Không được đâu, khổ đấy. Nói chung hôm nay là một ngày tuyệt vời các bạn ạ. Vậy thôi. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.